Gần máy ăn anh em ơi. Mày. 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 Con gì đây? Nặng phết anh em ạ. Nặng 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 nặng. Lấy cho vào trước đi. Không tí nữa nó lại lu bu. Cá tra anh em ơi. Cá tra anh em ơi. Hello mọi người nha. Hôm nay mình sẽ đi câu thêm bữa nữa rồi nghỉ Tết nha các bạn. Thì hôm nay gần Tết rồi mà mình muốn làm thêm cái video nữa rồi mình nghỉ Tết luôn. Ôi. Hôm nay nước xuống này anh em ạ. Nhưng mà nó xuống một ít thôi. Thì giờ mình vừa mới tới chỗ nhà ông Năm ấy. Rồi mình sẽ ra cái cần trước nha. Ra cái cần máy trước đi xong rồi tính sau. Kệ nó tới đầu tới. Ai chà. Hôm trước thì mình có săn được con cá gì ta? Con cá tra ở đây ấy các bạn. Và hôm đấy thì mình cũng bắt được nó rồi. Lụm lúa được rồi. Giờ thì mình sẽ... Ủa? Hôm bữa cái dây ấy của mình đâu mất tiêu rồi. Ăn đủ. Ở đây. Đây 6 chấm đây. Cứ xài dây 6 chấm cho nó chắc với con cá tra ở đây. Không tin tưởng nó được. Không thể nào tin tưởng được bọn nó các bạn. Nó rất là hay măn me, nó lôi cần của mình đi. Mình chính cái khu vực này, khu vực lạc này. Hôm nay, hôm bữa, mỗi mình ngồi đây này. Nước nó mấp mé đây này, sâu phết. Cái kết bị con cá nó lôi mất cái cần đi các bạn. Nhưng mà mình trả thù được rồi. Mình lụm được nó rồi nhá. Mình trả thù được tụi nó rồi nhá. Món ăn của mình đâu có dễ. Rồi mình lại tiếp tục ra cần đây. Anh em cùng xem hôm nay mình có săn được bé Hugo con nào không nha. Ở trong này thì cá nó cũng nhiều lắm các bạn. Đây cái hồ này nó giống như là cái hồ tự nhiên ấy. Ông ấy thả cá từ lâu rồi á. Xong rồi nó cứ lớn dần xong rồi ông cũng không có cho ăn đấy các bạn. Kiểu như để nó tự nhiên nó lớn á. Nên ra cá ở đây nó rất là khỏe các bạn. Trời ơi khỏe lắm, khỏe dã man con Nga luôn á. Mấy con rô phi bà bằng bàn tay á, ui nó chạy dập trời luôn. Rất là đã. Và hồ này thì nó khá là nhiều loại cá các bạn. Đủ các loại luôn. Tha hồ mà câu kéo luôn. Đặc biệt là cá nhỏ. Cá mấy con mẻ rãnh bằng 3 ngón tay, 4 ngón tay các bạn. Nhiều lắm. Giờ mình sẽ ra cho nó quả chuối trước nha. Đây, hôm nay hôm chuối này mình mới mua hôm qua các bạn. Mình mua cái loại cứng cứng ấy. Để vứt quăng xa 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 nó không có bị bể các bạn. Hôm bữa thì mình cũng câu chuối này xong rồi cái kết này bị mất cái cần. Cá tra nó ăn nha các bạn. Đây cục chuối như thế này. Mình chỉ cần móc ngang cái mình vứt ra ngoài thôi. Đấy. Hôm nay mình sẽ cố gắng ném xa xa ra gần giữa giữa một tí. Đẩy nó sâu vào trong. Một cục. Này, cục này nữa. Ây trời ơi. Nay mình hôm bữa mình xài cái dây có 3.5 ấy. Ôi, con cá tra nó kéo đứt hết, đứt tùm lum hết trơn, đứt hai lần luôn. Nay mình quyết định chơi lớn luôn, mình sử dụng cái dây 6 chấm. Úi giời ơi, cho mày kéo luôn. Cho mày kéo mệt mài vất vả luôn. Xem có bị mất không nha. Xem có bị đứt không nha các bạn. Ok. Kiếm một cái cây chống cần thật là chắc chắn. Đâm nó cái lắm. Nay mình rút kinh nghiệm các bạn. Mình làm cây chống cần gần mình thôi. Có gì mình còn chụp. Sao cây nó cong queo này ta. Quăng ra ngoài kia. Câu chỗ này, quăng vào đó, ok.
Đó. Tụm một cái rồi đó, lụm là xong rồi đó. Đây ngồi coi đêm cơi, mình nếu mà nó kéo cần mình đi cái mình chụp tay lên. Mình sẽ xả ben ra nha. Ngày xưa mình câu mình không biết xả ben ấy. Cá lôi cái rẹt rồi mới cái cần. Rồi xả ben ra rồi. Tạo mỏng mỏng nha cho nó lôi đi một cái này. Nó mắc đầy một cái là không sao, nó không ra được. Rồi ok. Rồi mình sẽ ra cần tay nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quay lại cho các bạn xem sau nha. Rồi mới thả xuống ăn liền rồi các bạn. Nhưng mà cái này cá bé. Con cá bé này phá quá. Mới vô. Di cư thôi các bạn ơi. Nãy giờ mình ngồi đây cả tiếng đồng hồ rồi, mà nó thả xuống cái nó ăn mà toàn cái bé nó phá thôi. Giờ mình di cư qua cái ao nhỏ nhá. Chứ câu ở đây không có được rồi. Cái nhỏ nó phá quá. Cá to thì không thấy ăn, toàn cái nhỏ ăn. Trời ơi, thả xuống cái nó kéo chìm phá, lôi lên lồi xuống. Kéo các kiểu con nào điệu mà dịch không thấy dính bây giờ hết trơn. Thế nó mới hay chứ. Thôi bây giờ mình sẽ vào ao nhỏ mình câu nha. Chứ ao to toàn quá toàn rồi anh em ơi. Giờ mình sẽ di cư vào ao nhỏ đây. Đây mình sẽ câu ở bên này. Bên này mới có cây cối gì không ta. Chắc không đâu. Thì cần câu máy thì mình vẫn quăng ra ao to. Còn cần câu tay thì mình sẽ câu ở bên ao trong nha các bạn. Buồn quá. Không có được con cá nào từ nãy đến giờ. Ok, để mình ra cái cần câu. Rồi. Mới. Ui, nó kéo kìa. Cá to rồi anh em ơi. Ui, nó kéo cần của mình đi kìa. Mới qua bên này được được chút xíu anh em ạ. Mà đã thấy ổn rồi đấy. Nãy giờ ngồi bên kia móm quá. Qua bên này chính phát cá bự liền. Ui nó kéo cái cần của mình qua tí ngoài kia rồi. Ui dính đuôi con mèo hoa. Mèo hoa anh em ạ. Mèo hoa. Ê. Ủa, đã quá. Ui, con này ký. Mới qua cái ao nhỏ đụng hàng rồi các bạn. Ngon thế nhỉ. Thả dây bảo hiểm liền. Bên kia cá nhỏ phá quá. Không có câu được các bạn này. Mắc đuôi này. Mắc đứt này. Ok. Một con. Con này là con thứ hai. Nãy em dính con thêm con nhỏ nữa. Mà bé quá. Mình không nói tới luôn. Vô. Cá ăn anh em ơi. Đủ. Trời ơi cá ăn mà sao sảy mất rồi. Ây giời ơi, mình tưởng lên cá rồi. Xui thế. Trời ơi, lo dịch. Đen thật trời. Cần máy ăn anh em ơi. Mày. Con gì đây? Nặng phết anh em ạ. Nặng. Lấy cho vào trước đi. Không tí nữa, nó lại lu bu. Cá cha anh em ơi. Ui, cá cha. Hôm nay mình chơi cái dây sờ cước 6 chấm rồi.
ra mình không sợ cho lắm. Không có cần luôn này. Nó khỏe lắm các bạn. Mình cứ cho nó chạy xíu đi. Con này lúc đầu nó khỏe lắm các bạn. Cần của mình cần yếu. Chạy đi. Mệt rồi. Không phải cho nó chạy vào cây các bạn. Hôm nay mình quyết định không cho nó chạy vào cây. Hôm bữa nó chạy vào mắt vào cái cây bên kia. Nó sẽ mất. Yếu rồi. Siết bên lại. To lắm anh em ơi. Mày chạy đi đâu? Xiên bèn lại luôn. Này dây 6 chấm mà anh em. Sợ gì? Mình đâu có sợ nó. À, mày chạy đi đâu bây giờ? Chắc không sao đâu. Nó mệt rồi anh em ơi. Nó mệt rồi. Mệt rồi mà mày vẫn cố gắng thế hả em? Con này bé anh em ạ. Con này tầm 3-4 ký à. Nhỏ hơn con hôm bữa. À, khỏe thế. Sáng rồi cho nó vào cái vợt được. Cái vợt nó không vừa con này như đâu. Rồi, ok. Ui, mệt quá anh em ơi. Ui, con này mập này. Con này phải 4-5 ký anh em ạ. À, đi đâu? Đi đâu bây giờ? Ui, mệt quá. Ui, con này mập này. Cuối cùng thì cũng bắt được mày. Đã quá anh em ơi. Ui, lại xúc cái lưỡi ra nữa rồi này. Hên thế, lên đến bờ thì xúc ra. Không là sẽ mất con cá rồi. À, mắc thêm cái lưỡi nữa ở đuôi. Ok, xong. Lắm. Rất chỉ là mệt mỏi anh em ạ. Nhưng mà phê. Ngon. Ngon rồi anh em ơi. Lấm hàng.
Phê quá, phê quá. Rồi. Được một con đầu tiên rồi nha. Ủa cái lưỡi mình lại mình tháo ra mình vứt đâu rồi trời. À đủ. Lên hàng anh em ơi. Lên hàng anh em ơi. Con gì đây? Cái này sao? Con cá này bé mà. Đừng làm anh nóng. Hình như cá mè hoa anh em ạ. Mè hoa, mè hoa, mè hoa. Máng người, máng người. Máng người, máng người, máng người. Ui giời ơi, máng người chạy thế. Này thì máng người này. Ui giời, bung rồi. Ơi. Cái đậu xanh cái con mẻ hoa này thiệt tình luôn á. Mất hai cái lưỡi rồi anh em. Trời đất ơi. Đức. Khá ăn không ta? Con. Dính, có nha. Nó đang chạy vào trong này. Nó chạy vào bờ anh em ơi. Có. Con gì không biết. Dính rồi, mình giật cái đó dính rồi. Ui, cá chà con anh em ơi. Cá chà con. Ui, con cá chà bé xíu à. Chặt con. Thôi quậy chi nữa. Con này mình về mình thả hồ nha các bạn. Ui trời ơi. Ơi, nó dính có chút xíu rồi anh em ơi. Cá chặt con. Mình cứ chuyển từ bên trong này đi ra bên ngoài này câu các bạn. Tại vì bên trong cá con nó phá. Với lại không thấy cá to tới ăn, nước nó nông quá, nước nó ngắn quá. Nên mình thôi mình chuyển qua bên ngoài mình câu nha. Bên ngoài thì nó sâu hơn được thêm 20 phân nữa. Nói chung là nước sâu rồi giật nó vẫn sướng hơn. Nước nó nông quá, dịch nó nhẹ. Với lại kiểu nó không có đầm tay á. Dịch chán lắm. Thôi ra bên ngoài câu đi. Thì cũng quay từ trong ra ngoài thôi. Nãy giờ thì nói chung là thả ở bên kia cá nó cũng ăn. Thả bên này cá nó cũng ăn liên tục luôn. Sao con mèo hoa kia nghèo rồi. Chứ nó không có phải là nó chậm ăn nhưng mà toàn cá bé các bạn. Nó bằng ba ngón tay ấy, mà nó ăn hơi cái kiểu nhát. Nó ăn nhấm ấy, chứ không phải là nó bằng ba ngón tay mà nó chìm mất phao này kia đâu. Nó ăn chá lắm. Bởi vậy đâm ra dịch không có dính cá được. Giờ mình chuyển qua bên ngoài này mình câu nha. Ôi ơi nó chìm kìa, ấy nó ăn đấy. Bên ngoài này thì tỷ lệ cá rô phi nó vẫn nhiều hơn ở bên trong. Mình thì mình vẫn ham mê con rô phi, còn mấy con mẻ hoa này mình không ham lắm. Bên trong mẻ hoa nhiều lắm các bạn. Dịch chín tùm lum rè le ấy, nhưng mà mẻ hoa mình không thích. Mình thích mấy con bự bự. Mẻ hoa phải tầm ký rưỡi đổ lên, tí nữa 2 ký. Dịch chạy nó mới sướng. Thôi mình quyết định ra ngoài mình câu nha. Với lại các bạn biết sao không? Buổi chiều á, cái ánh mặt trời nó ở bên kia ấy, mình câu bên này á, nó sẽ bị chói nắng. Chói nắng với lại nó bị nắng. Còn mình câu ở đây thì sẽ không bị nắng nha. Mất phao kìa. Mất phao. Nhức nách. Mất phao mà dịch không dính. Ok và Esco. Hello anh em. Giờ mình đi về đây các bạn ơi. Thì hôm nay mình về sớm các bạn ạ. Một mình ngồi đây câu khá là buồn. Vì thế mình sẽ quyết định đi về. Không có câu nữa.
Từ lúc nãy đi khi từ cái lúc mà mình chuyển qua bên này thành câu được đúng con cá còn. Cần máy thì nó cũng giật giật được mấy cái. Thôi báo cá anh em nhá, rồi đi về nhá. Đi về mình thả cá cha ra cái. Ôi giời ơi, đi về thôi, về thôi, về thôi. Báo cá anh em nha. Thì đây, hôm nay mình được một con cá cha. Trẻ cá cha bố. Đây cá cha con. Mình về mình thả cá cha con này, cá cha con vào hồ nha. Đây là cá mè. Đi được mấy con cá nhỏ nhỏ này. Mình sẽ thả mấy con cá sặc này ra đây đi. Chứ con cá sặc này làm gì cho đời. Con này là con gì mình cũng không biết nữa. Thôi thả đi nhá. Hình như được hai con hay sao á. Còn mấy con cá nhỏ kia mình về mình nấu cho chó ăn. Nó nhỏ quá thì cũng chả làm được cái gì đâu. Ui, con cá cha to nó quậy quá. Đâu rồi ta? À đây đây, nó nằm dưới con cá cha con này. Ok. Thôi, báo cá anh em nhé. Thì đây, hôm nay được con khổng lồ này. Ừ, con này thịt không à anh em ơi. Thịt nhiều lắm. Giờ về về giờ mình về mình sẽ nướng con này nha. Ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nha. Chúc mọi người xem clip vui, đừng quên cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Để cho mình lên được 1000 người đăng ký với. Hiện tại thì giờ được khá là ít người đăng ký các bạn ạ. Ok, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nhá. Chắc là ngày 29 28 29 Tết á thì mình sẽ vào mình câu thêm ngày nữa. Xong là nghỉ Tết nha các bạn. Ok. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.